Xin chào tất cả anh em. Thì sau một tuần vắng mặt thì hôm nay mình đã quay trở lại đây. Thì hôm nay là nội dung về chim bồ câu ti tan thái siêu thịt. Nhưng mà có một nội dung nữa, đó là nuôi chim bồ câu thì lời như thế nào. Mình tiếp tục quay lại cái đã qua cái chủ đề này một chút xíu. Tại vì có rất nhiều những anh em hỏi mình đối với dòng chim bồ câu ti tan thái siêu thịt này thì nó là cái dòng mà siêu lợi nhuận hiện nay rồi mọi người ạ. Không cần phải bàn cãi gì nữa, cái dòng này là siêu lợi nhuận, siêu đẻ, nuôi con cực giỏi và siêu thịt nữa. Thì nói chung là nuôi chim bồ câu hiện nay là nuôi chim ta là coi như bỏ đi rồi đấy. Còn chỉ có chim thái này thôi, mọi người có thể thấy này. Ở trên video của mình thì chim của mình ở trại rất là to và hầu như là rất là chất lượng nữa. Mọi người có thể thấy tận mắt trên video luôn. Thì để giải đáp với câu hỏi là nuôi chim bồ câu lời như thế nào thì đây là mình cho anh em một cái ví dụ luôn nhá, là 100 cặp đi. Tại sao mình lấy cái mốc 100 cặp ạ? Tại vì nuôi chim bồ câu mà đã xác định là nuôi chim bồ câu công nghiệp mà phát triển kinh tế á, thì thường thường như là mình hay tư vấn cho mọi người là nuôi khoảng từ 100 cặp trở lên thì lúc đó thì mới có lời được mọi người ạ. Từ cái chi phí xây chuồng trại nó cũng cho đến cái con giống thì nó cũng không cao lắm á. Thì 100 cặp chim bồ câu á thì chi phí mình bỏ ra hàng tháng là tầm khoảng 2,5 triệu cho nó cám bắp đồ các thứ với lồng. Những cái đây là những cái lồng nhỏ là mình để cho chim bồ câu nó ghép đôi anh em. Đối với những cái cặp nào mà nó đây có rất ít cặp này, tại vì có một số cặp nó ngang bướng, nó hay đánh nhau thì mình bỏ nó vào đây, nhưng mà rất ít thôi. Sau đó nó bắt cặp với nhau thì mình lại bắt ra. Đây là gọi là cái bí quyết nuôi ấy, mọi người ạ. Còn cái đây mình nói thêm là tiếp tục là 100 cặp chim bồ câu thì lời như nào nhé. 2,5 triệu tiền chi phí bỏ ra một trung bình một tháng, nó là tiền chi phí ăn uống cho chim bồ câu, nước điện cả nước luôn mọi người nhé. Là mình tính 2,5 triệu là tính sát luôn á, tính chân thực luôn á. Thì khi mà mình tính tiền lời á, bỏ ra chi phí mà bỏ ra hết từ tất cả mọi thứ, chuồng trại đồ có thứ, là mình sẽ thu về khoảng là 5 đến 6 triệu. 5 đến 6 triệu cái dao động tiền lời ấy, mọi người nhá. Là mọi người sẽ thu về 5 đến 6 triệu trên 100 cặp bồ câu. Thì mọi người có thể thấy là chim bồ câu ở trại mình nó chất lượng như thế nào. Nhưng mà mọi người phải nuôi cái dòng đây là mình tính so với cái loại đối với cái loại chim bồ câu là ti tan thái siêu thịt ở trại mình mọi người nhé. Chứ còn anh em nuôi những cái giống khác là mình không không đảm bảo được cái chuyện đó. Tại vì có một số người bây giờ vẫn nuôi chim bồ câu ta. Mình có một số anh em gọi điện cho mình thì mình hay bảo nuôi chim bồ câu ta bây giờ chỉ nuôi thả chơi thôi, không có nuôi công nghiệp được. Tại vì nó ăn rất là tốn này, tốn cám này, nuôi con không giỏi còn đẻ ít nữa. Và có một số người còn nuôi cả chim bồ câu lai lai tùm lum á. Thì anh em có thể thấy là có một số video á, chim bồ câu của anh em lai màu đen màu trắng xen lẫn nhau á. Thường thường như là nuôi những cái loại chim bồ câu mà lai tùm lum như vậy thì nó không có hiệu quả anh em nhé. Anh em lưu ý một điều như vậy, chim bồ câu nó phải thuần thuần chủng như là chim bồ câu Thái ở trại mình này. Màu anh em có thể thấy này, con nào màu nó chỉ một màu như vậy thôi chứ nó không có lai. Chim lai là thôi là đã hầu như là đã thua rồi đấy. Thì trung bình một tháng là anh em sẽ thu về 5 đến 6 triệu tiền, đó là tiền bán chim bồ câu ra ràng anh em nhé. Đó là bán chim bồ câu ra ràng đấy. Và ngoài ra thì mình cũng đã hướng dẫn rất nhiều anh em gọi là lựa chim bồ câu giống từ những cái chim bồ câu con đấy. Thì anh em có thể lựa thêm giống này, mình nhân thêm giống luôn. Nhưng mà không phải con nào cũng làm giống được đâu mọi người nhá. Con nào làm giống được á thì mọi người vui lòng là xem lại cái video của mình làm về cái nội dung đó cách đây cũng chắc cũng khoảng 1 năm rồi đấy. Thì là lựa chim bồ câu giống như thế nào, đó là những con mà lông mượt này, lông mượt mọi người nhé. Thứ hai là nó nhanh nhạy này, cái thứ ba là anh em để ý cái đầu với cái mỏ và chân tay của nó là nó không bị khuyết tật nhé. Đấy, có nói chung là có những cái đặc điểm nhận dạng với khi mà anh em xem ở bên ngoài thì anh em có thể đánh giá nó là có làm giống được hay không. Đấy, anh em có thể là chim bồ câu ở trại mình này rất chuẩn luôn, và chim bồ câu ra ràng cũng vậy. Khi nào anh em xem cũng nhiều
Chim bồ câu ở trại mình nó là vào đẻ rồi mọi người nhé. Đây là chim sinh sản nhé. À với lại có một cái điểm lưu ý lúc nãy mình nói 100 cặp chim bồ câu, đó là 100 cặp chim bồ câu là vào sinh sản rồi anh em nhé. Vào sinh sản rồi và nó đẻ, và nó đẻ liên tục. Thì với lại ở trại mình nó áp dụng một cái quy chuẩn nuôi á, là cho ấp bằng bằng máy ấy, anh em ạ. Là cái tỷ lệ nó đạt rất là cao, nó không bị hao hụt nữa. Thật ra là cái gì, nhiều anh em hỏi mình thì mình cũng tư vấn mua những cái dòng máy. Thực ra là mình tư vấn cho anh em những cái dòng máy tốt để làm sao chim bồ câu ấp nó nở đạt thật cao á. Chứ hiện nay trên thị trường nói thật ra cũng có một số những cái dòng máy ấp trứng á, là khi mà mình để vào ấp ấp máy á, thường thường nó hay bị ung ấy. Nếu mà nó ung thì anh em có nó sẽ bị hao hụt nữa anh em ạ. Nó sẽ bị hao hụt nhá. Nên anh em phải lựa chọn kỹ lưỡng. Nếu mà anh em nào mà có khó khăn á, không có ai tư vấn thì cái gì cứ nhắn tin cho mình này, qua trên kênh thì cũng được này, mình cũng hay trả lời với anh em lắm. Hoặc là trên Facebook Nông Dân Làm Giàu, hoặc là cũng có thể nhắn tin cho mình luôn, thì mình cũng sẽ tư vấn cho anh em để làm sao anh em nuôi nó thật là tốt. Và đặc biệt là quy trình nuôi này, hay là con giống này, thì mình cũng sẵn sàng luôn. Thì nói chung là một tháng mà bây giờ 100 cặp mà lời được một từ 5 đến 6 triệu, quá lời chứ anh em, siêu lời, siêu lợi nhuận đấy. Tại vì anh em biết sao không? Đối với những cái hộ mà nuôi kinh doanh chuyên xác định là phát triển kinh tế nhà nuôi bồ câu thì thường họ đâu có nuôi 100 cặp đâu anh em. Họ đã không có nuôi 100 cặp, họ nuôi vài trăm cặp đến vài ngàn cặp á. Thì anh em cứ nhân lên thử coi. Nhân lên thử là cứ 100 cặp là lời 5 6 triệu thì có đúng là một tháng anh em thu vài chục triệu không? Có người thu cả 100 triệu á nhá. Tại vì họ đã có cơ bản có cái đầu ra vững chắc như ở trại của mình nhá. Thường đầu ra tốt là anh em làm giàu, anh em phất lên nhanh lắm anh em ạ. Nên là mình cũng tư vấn cho anh em rất là nhiều, mình cũng hướng dẫn. Và ngoài ra là ở trại mình cũng có bao đầu ra cho anh em luôn. Nên là anh em nào mà muốn nuôi bồ câu phát triển kinh tế á, thì nói chung là cũng không phải là PR hay là không phải gì, để bán giống gì cả. Mình hay nói vậy tại vì nó rất là chân thực mọi người ạ. Đây là mình không cần phải bán giống nha, tại vì anh em mình ở trại là quá đủ rồi. Nên là mình cũng rất là hy vọng là mình sẽ truyền đạt cái kinh nghiệm để cho anh em nuôi thôi. Các anh em cũng lưu ý thêm một điều nữa là khi anh em đi mua bồ câu giống á, thường anh em đừng có lựa những cái loại mà già anh em nhé, to nhé. Tại vì anh em nhiều anh em cứ hỏi mình là về cân nặng của nó, anh em đừng có ham nặng. Chim bồ câu mà đã nặng là nó già rồi đấy, nó già nó to. Các anh em cứ ham to với nặng là chim bồ câu đã già thì nó chỉ đẻ được một thời gian nữa thôi, nó không đẻ được nữa. Anh em phải lựa cái loại bồ câu mà vừa mới trưởng thành nhé, mới trưởng thành nhé. Chim bồ câu khoảng 3 tháng tuổi, 4 tháng tuổi, 5 tháng tuổi nữa, lúc đó là chim bồ câu nó nuôi nó cực tốt anh em ạ. Nhỏ cơ bản như là nhỏ, anh về môi trường mới nó mới thích nghi á, thì khi mà nó đẻ thì nó cực tốt. Chứ anh em đừng có ham mua chim bồ câu già. Chim bồ câu thường thường như mình hay nói là chim bồ câu nó thải rồi đấy, anh em nuôi là thất bại. Tại vì rất nhiều anh em hỏi mình nuôi là tại sao vì chim không đẻ, tại vì người ta khai thác hết trứng rồi mọi người ạ. Cơ bản chim bồ câu những loại da to và già đấy nó đã khai thác hết trứng rồi thì mọi người mua thì về thì nó không đẻ nữa, hoặc là nó thay đổi với môi trường. Thì vì nó đang đẻ nó sống nhà nó, mọi người chuyển đi nó bị stress á, thường như là nó sẽ sau một thời gian nó không đẻ nữa và mãi nó mới đẻ, thì mọi người không hiểu là cái giống như thế nào. Thì nói chung là mình cũng đã tư vấn cho anh em cái loại giống rồi. Thì nói chung là mọi người khi đi mua giống thì mọi người lưu ý kỹ và để ý đến cái cặp chim của mình khi mà mình mua ấy. Còn riêng ở trại mình thì luôn tư vấn cho anh em làm sao để anh em có những cặp chim tốt nhất thôi. Đấy, tại vì cái dòng chim bồ câu ti tán thái siêu thịt này là một cái dòng mà nó rất là tuyệt vời, phải nói là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Nó đã khiến cho cái ngành nuôi bồ câu á, thay đổi một diện mạo rất là nhiều, và rất là nhiều người thành công luôn đó mọi người ạ. Rất là thành công luôn. Anh em có thể thấy là chim bồ câu ở trại mình nhìn nó quá tuyệt vời luôn. Mỗi lần đi thăm trại này là mình thích lắm, tại vì bồ câu là hầu như là rổ đẻ nào là hầu như là cũng đang nuôi con hoặc là cũng đang ấp trứng cả. Và những cái lồng bé bé thì mình những cặp nào ương bướng thì mình cứ cho vào đây rồi nó bắt cặp khác với nhau rồi mình lại bắt ra, là lúc đó là chuẩn 100%. Còn ở chuồng trại của mình thì xung quanh rất là thoáng mát và cây cối rất là nhiều luôn. Như vậy nó tạo một cái không gian sinh trưởng và phát triển cho bồ câu nó rất là chuẩn.
nên là anh em cũng lưu ý, thứ nhất là cái nơi anh em nuôi nó phải sạch, đừng có muỗi, muỗi cắn là nó bị nổi trái lên á. Anh em nhiều anh em hỏi mình là tại sao nó bị nổi 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 ấy, là nó do bị muỗi cắn đấy. Anh em phải lưu ý nó là đừng có để muỗi cắn này, môi trường phải vệ sinh sạch sẽ này. Thôi nhìn chung là mình cũng đã cho anh em một số những cái thông tin cụ thể, có gì anh em thắc mắc thì anh em cứ liên hệ mình nhé. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người.